Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và chào anh Mùi Thưa Anh. À, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi chào đến quý vị khán thính giả của trường hình Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, thưa anh. Hôm nay anh thấy mưa bắt đầu tạnh đi phải không? À, hôm nay đỡ, thưa anh. Ừ. Những ngày hôm qua mưa tầm tạ hả? Dạ. Bữa qua cũng trong căn phòng này tôi làm việc và mưa nó xối xả ở ngoài nó giống như đập vào cửa sổ kinh hoàng quá ừ. thì à, à, anh ngồi phòng trên là mùi người phòng dưới thì anh thấy cái, cái, cái cảnh cửa phía uh, sau hông đó anh nam Ồ, anh thì, nghe có như là à, mình gai kỳ như vậy rồi mà vẫn nghe tiếng đập cửa rầm 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 hả có mình nghĩa bình là ở à, gió xoáy mà anh nam và đồng thời gió là từ uh, là cấp 50 đến 70 mươi mai một dặm mà à, một giờ mà từ 50 đến 70 dặm một giờ rồi rất là mạnh yeah. ngày hôm qua không biết là anh khi về như thế nào khi mùi trên đường về á freeway <laughs> uh, à, à, 101 à, à, rồi qua 680 trời mưa tầm tạ anh đi không thấy cái à, lên đường để đi rất là nguy hiểm uhm. à, rồi tai nạn quá rồi á và như vậy toàn bộ california thì có rất là nhiều nơi bị cúp điện rồi là một số nơi phải di tản ít yeah. <laughs> nhất là 40 triệu dân dân cư ở cái cạnh mưa tầm tạ rồi nước chảy xiết rồi bị cấp điện vân vân anh yeah. Dì, vì do vậy lâu lâu nhưng mà tuần này đừng lo tuần này khí hậu thời tiết đã bắt đầu nám làm chút xíu cũng trên năm mươi mấy độ thì nó đỡ hơn chút xíu tới tuần sau cũng vậy. như vậy có thể nó là thời kỳ mưa to gió lớn bão lụt ta đi qua rồi quan nuôi. Dạ. thì cũng mấy tức là ngày mùng một để rơi vào ngày thứ bảy tuần này, phải anh ha. vọng rằng là có thể rằng là trời quang may thành hơn người ta đi chùa hoặc đi nhà thờ đồng Tết và cũng rất là tiếc ngày hai ngày hôm qua về hôm kia, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật còn chương trình văn nghệ là đón mừng Tết sắp đến, tức là uh, tổ chức về tân niên đó thưa quý vị thì có những chương ừ. ừ. trình văn nghệ bị bỏ ừ. dở là rất là tiếc như yeah. vậy. Ừ. À, đặc ừ. biệt là chương trình uh, thương phải bến thưa anh à, rất là tiếc, tức là uh, 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 mưa mưa tầm tạo quá ra không có. Um, là người đi tham dự đông thưa anh khi mà tôi với anh tới đó thì thấy xe bãi đậu xe rất là vắng dạ yeah, uh -huh. thì sáng nay một khán giả tới cứ gọi tôi nói chuyện với tôi về chuyện đó thì yeah. biết số số khán giả bên trong nó vắng lắm dạ yeah, uh -huh. mà không bán vé nên mới dạ yeah, không bán vé còn vắng nữa tại mưa như vậy thì làm sao ai đi được anh mình đã đón trước rồi tại vì bây giờ văn nghệ mà những văn nghệ mà cảm ơn anh này nọ đó dạ yeah. phần phần lớn là do những người lớn tuổi đi coi trẻ uh -huh. nó có loại âm nhạc riêng của nó nó có chuyên yeah. riêng của nó uh -huh. mà những người lớn bảy 80 tám mươi tuổi thì trời mưa này làm sao mà đi dạ yeah. uh muốn đi con cái cũng không không cho đi dạ yeah. đúng rồi uh -huh. <laughs> thì mình đoán trước là nó sẽ bị vắng nhưng mà <laughs> nó không nghĩ nó vắng đến mức như vậy Ừ. Ngay, ngay cả anh em mình thân người xuống nam ngày hôm qua có gia, gia đình cũng không chứ đâu cũng không, không khuyến khách mình đi nữa anh đại Tại tạo ừ. mưa tầm tạm mưa nhiều quá mà huống gì là uh, chương trình mà uh, uh, gây quỹ để giúp cho thương hiệu binh là cảm ơn anh uh, thì đa số là những uh, quý vị cao niên và lớn tuổi và những quý vị đã từng uh, sống trong chiến trường và đã từng uh, uh, cam go chịu khổ với uh, đồng đội đồ của mình rồi thì một mặt đó là để ủng hộ cái cái, cái, cái tinh thần ủng hộ là nó cao hơn là là tinh thần đi xem văn nghệ anh. À. Ừ. À, nhưng có cái coi như là tinh thần ủng hộ mà trời mưa như vậy thì uh, con có đâu cho đi anh. không? Ừ. Thì chịu thôi, dạ. Yeah. Ừ. hy vọng sang năm. Dạ. Yeah. tới. <laughs> hy vọng thời tiết tốt hơn và ban tổ chức cũng khó đó mười biết khi mà ông họ hoạch định chương trình đó họ đâu có nghĩ là ngày đó là mưa đó bảo 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 như cả đi ban đâu dạ bất ngờ lắm rất tội nghiệp từ nam california lên bắc california tổ chức một đêm ngày gặp trời như vậy thì cũng rất là tội nghiệp họ dạ yeah. <laughs> rồi bây giờ mình vô tin tức ngày hôm nay anh bùi muốn gửi đến quý vị bản tin đầu tiên gì đây à, thưa anh nam và thưa quý vị thì uh, bắt đầu ngày thứ hai uh, tức là cái thỏa thuận về an ninh biên giới thưa anh mà thì hiện nay uh, uh, lượng đảng uh, giữa phía đảng cộng hòa cùng đảng dân chủ và đặc biệt là hà Viện, á uh, chủ tịch hà Viện tức là ông michael johnson À, thì có những cái khắc khe cái vấn đề này hơn à, đồng thời cửu thủ đô trung cũng à, áp lực <laughs> với thành viên của mình thì đặc biệt là à, những người ủng hộ ông ta ở Hà Viên thì trong đó có à, chủ tịch ủy ban về tư pháp à, rồi à, ủy mà chủ tịch ủy ban về giảm sát Cùng giống như chủ tịch Hà Viên thì đó là những người mà ủng hộ cựu tổng thống Trump rất là mạnh liệt thì là áp lực làm sao đừng có một cuộc thỏa thuận nào về biên giới hết á à, thì cựu tổng thống nói đây là nếu như có một sự thỏa thuận á là tạo thêm cái thuận lợi cho tổng thống hiện nay đó là ông cho Biden mà thôi à, thì cái thỏa thuận này như thế nào thì chúng tôi sẽ trình bày sau thì đó là Um, bản tin thứ nhất, bản tin kế tiếp nữa thì uh, cộng thỏa thuận về an ninh biên giới này thì tại sao mà cựu Tổng thống Donald Trump cho là quan trọng uh, đến uh, mức độ mà cựu Tổng thống phải uh, lên tiếng và đồng thời cũng quan trọng như thế nào đối với Tổng thống hiện nay tức là ông Joe Biden, Nguyễn Xuân Nam. À, thì cũng trong tuần này thì quý vị cũng nghe rằng là tôi có tối, tối cao sẽ um, lắng nghe cái vấn đề mà liêu cựu tổng thống Donald Trump uh, được có tên trong lá phiếu ở Colorado hay là không Đó, thì những cái chuyện mà um, uh, tới tập với cựu tổng thống Donald Trump và bạn tiến kể tiếp nữa là uh, bà Nikki Haley bà thẳng thần là bà nói thẳng và bà những gì của ông Trung tên Nam bà không có không có chân dự dụng như trước nữa yeah. thưa anh đó là những bản tin mà có thể anh em mình xin bày tỏ hôm nay thưa anh <laughs> và thì anh biết ông Trung ngày hôm nay cũng tuyên bố đó là ông có trong đầu ông mới chọn ra một người đứng phó tổng thống cho ông ta rồi à hả mà trong hôm nay cái bài nói chuyện cùng ký giả của CNN với ông Trump đó, tôi có mới vừa xem ngày hôm nay cho nó phát một hai ngày trước rồi thì cái ký giả của CNN đặt vấn đề ông Trump đó, là trong thời kỳ ông làm tổng thống đó, ông sa thải nhiều quá trong suốt 8 năm làm tổng thống thì Obama ông có sa thải khoảng về cái cấp và bộ trưởng đó, thì có ba vị thôi và cho đến giờ này chưa thống kê đầy đủ thì ông Trump đã sa thải tới 16 vị rồi ừ. thì khi mà báo chí đặt vấn đề ra như vậy thì ông cũng chống đỡ nhưng mà nó nói chung là cái ta cho những phong cách mà một người đang trên máy bay đi công tác đó, ở dưới mặt đất thì ông ra cũng là đuổi và ông đuổi mà thậm chí người ta không biết Chứ cái cách mà hành xử giữa con người và con người lẫn nhau giữa giữa người lãnh đạo và nhân viên đó, cũng đã đang làm cho rất là có nhiều người vẫn nghĩ là rất khó chịu và bây giờ việc của ông ông trung như ông không có số làm làm việc với người khác anh thêm trong một thời gian làm tổng thống có 4 năm thôi ông đuổi tới 16 sáu uh vị -huh. trong khi Obama làm tổng thống 8 năm đuổi ba vị cả ông không có số làm việc với người khác Và trong cái ngày cuối cùng những ngày cuối cùng trong tòa đó của ông gần như không còn nhân viên nữa dạ uh -huh. yeah. hoặc là nghĩ tự ý nghĩ việc tự ý bỏ đi hết uh -huh. ông trung và ông trung không có hình như không có số cầm quân anh biết không? Uh -huh. mà làm lãnh đạo cái yếu tố đầu tiên á, là phải có cái, trong cái cung tương vi có số cầm quân có số lãnh đạo mà xem ra ông trung qua cái bài phỏng vấn của Fox News uh, của CNN cái đây 1 một, 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 hai ngày thì cho rằng không có số cầm quân Dạ. Yeah. cái đó là quan trọng lắm anh Bùi Dạ yeah. thì anh nghe cái bài phân tích ngày hôm qua anh em mình anh em mình có nói chuyện á, tức là tới bây giờ từ tổng Donald Trump cộng đang rằng là uh, thiết lập cho mình một cái nồi cát và ông ta đi tìm những nhân viên nào để mà có thể uh, ông ta bổ nhiệm. Thì đặc biệt là trong cái Uh, 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 West Wing trong trong cái văn phòng mà phía cạnh tây ở phía tây trên người sông Nam tức là cựu tổng thống trong có quyền bộ nhiệm là tòa bạch ốc mình, dạ ở thế như vậy thì ông cậu quyền bộ nhiệm nhưng bây giờ bộ nhiệm như thế nào uh, còn những cái những cái quan chức mà cao cấp uh, quản lý về liên bang đó, là đạo liên bang đó, thì điều này phải qua quốc hội duyệt xét và phỏng vấn uh, tiếp kiến xong khi nào chuẩn thuận hay không cho tổng thống uh, do quốc hội nữa thì mặc dù cựu tổng thống là tổng thống Donald Trump nếu như sẽ là thì đề nghị hay là uh, giới thiệu nhưng tổng thống sẽ là tổng Trump thì ông ta không quyết định được mà phải qua quốc hội ngoài trừ ở tòa bạch ốc mà thôi. Uh. Thì có một số họ phân tích như thế này ở miền Nam tức là cựu tổng ừ. thống ông ta không cần là những nhân viên tốt hoặc là những nhân viên có khả năng làm việc mà ông ta cần những nhân viên mà biết gọi là bạo vân mà thôi anh em tất cả lòng trung thành tuyệt đối và <laughs> một số nhà phân tích nói từ xưa đến nay chưa có một vị tổng thống nào làm giống với vị tổng thống donald Trump tổng trong trong một năm vừa qua. À, họ tuyển chọn là những người tài năng có khả năng có đạo đức mặc dù những người đó họ có những cái trải ngược chiều với tổng thống đó nhưng tất cả mọi người đều làm việc để phục vụ cho quốc gia phục vụ cho dân chúng chứ không phải phục vụ cho một cá nhân nào mà đặc biệt là riêng cựu tổng thống Donald Trump thì ông lại khác anh à. thế cái điều nào có gì hiểu thứ anh à. thì được đấy ông đã từng lên tiếng rồi nếu như mà ông thuộc vào tòa bạch ốc chỉ một ngày không thôi là ông đã ông ta đã là có quyền hành tuyệt đối trong tay rồi mà à, ừ. thế thì, à, thế bây giờ chứ ông, ừ. ông bây giờ ông ta vẫn lên tiếng anh à, tức là tổng thống có tức là toàn quyền đồng thời tổng thống được cái quyền bất khả xâm mà tức là ông được hoàn toàn miệng truy tố mà hả, à, giống như ngày ông, ngay, ông ngay, ngay yeah. hôm nay ông trên cái đường đến tham dự đến uh, trên đường về quanh đúng để tham dự cái phiên họp của ông. tổ gặp pháp viện để xét cái vụ mà ngày sáu tháng giêng của ông ta đó có nên để ông ta tiếp tục ra tranh cử nữa hay không đó. dạ có tên trong lá phiếu nữa hay không vậy À, <laughs> thì ông vẫn tuyên bố mà ông là ông là tổng thống ông có toàn quyền miễn truy tố im dạ ừ. <laughs> thì điều đó không là anh không phải lần lần đầu mà rất là nhiều lần rồi đó ông ta bực tuyên bố như vậy đó ngày, ờ, thì... uh... anh. ngày mai thứ sáu, ngày mai mùng sáu tây lệnh mười. Dạ, mùng Chỉ một vài ngày nữa thôi thì tới phiên tòa xử, phiên tòa tối cao pháp viện xử vụ đó cũng thú vị lắm. Dạ, yeah, uh -huh. ờ, thì ở trong trong tuần này có nhiều những cái thú vị Thứ anh. Đó, Còn nhất là bây giờ cái vụ mà tòa tội cao để xem thử liệu là cựu thẩm đối trong là được có tên trong lá phiếu ở Colorado hay không thì nếu đây, đây là, là một trong những mà nếu chưa quyết định thì nó ảnh hưởng đến các tiểu quan khác để xem thử à, tòa tối cao và lắng nghe à, và đồng thời à, à, trao đổi như thế nào nào cả thứ nhất cả thứ hai vấn đề mà thỏa thuận án ninh biên giới Đó, thì cũng trong tuần này luôn anh nam à, rất là quan trọng thì vấn đề mà thỏa thuận an ninh biên giới á lượng đảng đã sắp diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng là đầu tiên trong tuần này à, thì tổng thống Joe Biden đấy thì gọi dự luật này là một dự luật rất là cẩn rặn và công bằng nhất ở trong nhiều thập kỷ và những người cấp tiến thì gọi đây là sự quay trở lại kỷ nguyên của thời kỳ ông Donald Trump à, thì để xem thì quý vị xem thì ở trong cái cái dự luật này có những gì ở trong á à, mà hiện nay thì quý vị thấy trang cựu tổng thống Trump À, thì bây giờ là không không còn không còn một cái uh, uh, cái yếu tố nào để mà uh, làm điểm son cho ông tranh cử cái vấn đề bây giờ ông, ông ông chê cái nền kinh tế thì bây giờ nền kinh tế ông có thể nói nói như thế nào được anh nam được không Ừ. rồi thì trường chứng khoán bây giờ ông thầy nói nói như thế nào được hết á đó. đó. bây giờ dù cho cố gắng tìm những cái điểm hở đấy nữa hoặc là những điểm điểm xấu đi nữa thì cũng không còn mạnh cho lắm thế bây giờ không còn cái gì ngoài ra là vấn đề mà là cả cái cuộc uh, chiến tranh nội dày hiện nay rồi uh, đặc biệt là vấn đề biên giới biên giới là quan trọng nhất cái đó là cái sự biên vấn đề mà biên giới bây giờ đang tranh chấp rất là nhiều giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump thì cái dư luật này gồm khoảng là 370 trang à, là do là các nhà lãnh đạo lượng đảng trong đó đảng cộng hòa và đảng hạ viện đã mất cái thời gian rất là dài để mà soạn thảo và cái cái đạo, dư luật này là trị giá là 118 tỷ mỹ kim à, thì trong đó có cái số tiền để viện trợ cho ukraine à, tức là cuộc chiến mà nga xâm lược ukraine đó rồi viện trợ cho Israel tức là bây giờ cuộc chiến giữa Israel và à, dân à, và quân thù Hamas á, và đồng thời Đài Loan à. cái Đài Loan cũng rất là quan trọng đóng vai trò ở đây thì người ta cũng nghe rằng tức là phía bên trong cộng cũng tham gia Đài Loan vậy đó à. à. thì quý vị thấy rằng mà cái gọi viện trợ này có một sự quan trọng như vậy À, rồi một số cho rằng cái dự luật này có nhiều lộ hổng. À, mà lộ hổng như thế nào? Người ta không nói là vấn đề Ukraine, Israel là Đài Loan bây giờ những, những mạnh vào à, vấn đề cái biên giới á. Thì họ cho rằng là dự luật này có nhiều lộ hổng để ngăn chặn hiệu có hiệu quả cái tình trạng mà di cư bất hợp pháp, bất hợp pháp là tăng vọt ở biên giới Việt, Việt, Việt Nam. À, thì những người mất cấp tiếng trong cả hai viện tức là của quốc hội tức là thường viện Hà viện á cũng không hài lòng về cái thỏa thuận này họ thang thở rằng nó tương đương với những việc áp dụng các chính sách biên giới kiểu Donald Trump à, trước đây và hạn chế quá mức tình trạng xin tị nạn đã được thiết kế để bảo vệ những người thực sự là họ tị nạn theo quy chế thì cái, trong cái dự luật này anh Nam thì uh, thông thường thì với anh em uh, sau này anh Nam đi vượt biên không thành hả? Sau này anh đi theo bảo lãnh anh Nam. Ừ. con mười đi theo cái gì tỷ nàng tất đi vượt biên thì khi mà cao ủy lý tỷ nàng liên hợp quốc đó, họ đưa ra một quý trẻ rồi thì dĩ nhiên là khi mình xin mình nạp đơn xin tỷ nạn, thì mình được phỏng vấn và nếu như mình được phỏng vấn mà mình, mình rơi vào trong quý ước năm một năm mươi về là tư cách tỷ nàng á, về chính trị á, thì đương nhiên mình được tư cách là tị nạn. À, thì nếu cái dự luật này thì một số cho rằng là uh, cái 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 tình trạng xin tị nạn được thiết kế trước đây rồi á là có một sự hạn chế. À, thì họ thì họ không có đồng ý điều đó. Thì tuy nhiên, tổng thống Joe Biden đang dùng trong cho kế hoạch mà ông gọi là thiết yếu à, để mà biển biên giới Mỹ và Mexico và trở nên trật tự hơn, an toàn hơn, công bằng hơn và trong đó có cái tỉnh nhân đạo đã năm, Nà, cái tính nhân đạo ừ. nam ơi à, là không biết là quý vị có ở trại tị nạn chưa nữa anh em chúng tôi ở trại tị nạn sau năm 1988 là tám mươi đóng cửa tức là nhốt anh em chúng tôi ở trong một cái trại vậy không cho đi ra cũng cho đi vào họ nuôi cho mình ăn mình ở trong đó thôi đó. năm năm trời 6 năm trời là có những người đến 7 năm trời như vậy à, thì cái vấn đề mà nhân đạo nó quan trọng lắm thì anh còn nhớ rằng à, từ tự thiêu mà có uh, sáng tác bài uh, bài bản nhạc là bên uh, bên em đang có ta năm Ừ. Trời rồi anh biết là khi mà mình ở trại tiền nào mà có những cái bài hát nổi nổi lên tức là mình rất là mình, mình, ấm lòng lắm mình nghĩ mình 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 rất là tin tưởng mình uh, là cảm thấy rằng là cộng đồng người Việt Nam là họ đấu tranh để đòi để tư cách tị năng cho mình và một ngày nào đó mình thoát khỏi ra những uh, trong bọn vòng kiểm gai đó anh Nam đó là ừ. uh, cái tinh thần gia đạo nó quan trọng cho những người mà đã từng bỏ được ra đi mà nằm trong những cái trại mà trại cấm như vậy và đi và đi detention center anh Nam ừ. rồi cái đạo luật này sẽ cung cấp nhiều tiền mặt là khẩn cấp hơn uh, so với hồi đầu tháng 10 của uh, tổng thống Joe Biden với số tiền và tài trợ biên giới là giữa 14 tỷ Mỹ kim và À, khi mà các cuộc vượt biên giới bất hợp pháp từ uh, mẹ tây cơ đạt mức cao nhất vào mọi thời đại tức là vào tháng 12 vừa qua gần đến là 250.000 vụ bắt giữ à, thì bây giờ mình xem thử cái dự luật này có những gì trong anh Nam à, dự luật này á tức là cái vấn đề đặt uh, vấn đề giam giữ À, thì cũng giống như kỳ trước mà một số anh em đi vượt biên bằng đường thủy cũng giống như đường bộ à, đi qua Thái Lan đi qua Hồng Kông đi qua Phi Tân, vân vân à, thì họ sẽ dựng những cái trại giam giữ thế này à, thì cái điều trong cái dự luật này là có phần gọi là phần giam giữ à, thì mình đến đó tất là mình bị giam giữ bắt là không cần biết là anh là xin tư cách trị nạn về chính trị hay là anh đi vì kinh tế hay là anh đi vì còn một đời sống tốt đẹp hơn anh bị giam giữ rồi đã à, thì à, trong cái dự luật này á, thì cơ quan thực thi di chủ và hải quan sẽ nhận được khoảng 8 tỷ bị kim là tài trợ à, thì à, 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 nói chung như vậy rồi thì trong đó có cái điều thứ hai tức là vấn đề tỳ nạn à, thì tỷ nạn thế nào thì tỷ nạn á quý vị thấy rằng nếu như quý vị nào mà đi vượt biên rồi ở trong các cái trại để mà xin thì nào nhiều lúc là kéo dài đến uh, 5 năm 6 năm 7 năm à nhanh nhất của ý chứ là 4 năm anh Nam anh Nam biết mùi ở bao nhiêu năm anh Nam 5 năm anh Nam do ừ. đó, đó là bây giờ trong cái dự luật này đặt ra là cái vấn đề tị nạn thì kế hoạch này sẽ đặt mục tiêu là làm thế nào xúc tiến đẩy nhanh xem xét đơn tị nào và cố gắng không để trường hợp nào kéo dài quá 6 tháng rất là tuyệt vời anh Nam. Như vậy vào cả tức là nữ nhưng mà anh có đủ quy chế thì nào anh lên được phỏng vấn thì anh được xem với quy chế thì nào tức là anh cho anh đi định cư nữ không trả về ngay đó đó thì là bắt buộc cả công chức mà xem xét về tư cách thì nào thì trong sáu tháng phải đóng hồ sơ đó rồi là thông qua tòa án di trú và thay vì thông qua toàn cái di trú thì thì trước đây thì, thì anh Nam à, khi mà cho, 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 những người mà bất hợp pháp vào á rồi có gia định ngay giờ họ đến uh, tòa án để mà mà uh, cung cấp uh, như là uh, để mà tòa án phán uh, phạm quyết bằng đề anh được thì nào hay không á à, thì trong dự luật này là không ở à, trường hợp anh coi như là xem xét ngay tại tại chỗ luôn và không cần qua tòa án à thì cái vấn đề tiền nàng này á thì bên cơ quan di trú và nhập tịch họ sẽ nhận được khoảng bộ tiền mỹ kim thì thì đây là một 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 luật cái, 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 cái mà thấy rất là tuyệt vời nếu như anh đến trong vòng sáu tháng là anh, anh 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 biết được là anh có cái tù... quy chế tiền nàng hay là không liền và nếu không có thì anh bị trả về thôi anh lắm rất là nhanh Ừ. rồi trong đó có cái, 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 phần là Động cửa biên giới Động cửa biên giới như thế nào thì kỷ luật sẽ buộc bộ an nên nội địa phải đóng cửa biên giới nếu trung bình mỗi ngày có từ năm ngàn là đến hoặc là tám ngàn rưỡi là người vượt biên là trái phép qua biên giới á thì nếu như một số lượng lớn như vậy là bắt buộc phải động cửa biên giới ngay thì trong số khoảng năm ngàn người đến tám ngàn 8.500 người này thì không kể trẻ em, mà trẻ em giữ bị thành niên tức là trẻ em như thế nào tức là những trẻ em này họ đi không có là phụ huynh không có người giám sát đi theo đi theo à, thì cái điều này ở các trại tị nạn khi mà em chúng tôi ở thường đã trải qua rất là, đã thấy rất là nhiều thì có một số em họ, họ, đi vượt biên như vậy không có cha mẹ không có thân nhân thì gọi là minor đó à, thì trong số nếu như vượt biên này á <laughs> vượt còn có, có biên giới mà từ 5.000 hoặc cho 8 500 đó, thì bộ an nên nội địa phải đóng cửa biên giới đóng cửa hết đó. thì uh, chính quyền chỉ có thể mở lại cái biên giới nếu cái tỷ lệ vượt biên trái phép này giảm xuống đến 75% thì khi này mở lại chứ còn nếu như mà con số vượt biến cao như vậy phải, phải đóng cửa thì cái điều đó rất là khắc khe đó rồi bây giờ các cái cảng mà là nhập cảnh á thì như là uh, phi trường hay uh, các hay là các hải uh, uh, quang rồi phi trường hoặc là bên đường thủy á đó, đường không thì đường thủy thì bộ <laughs> bộ nội an xem sẽ các đơn vị nào những người đi đi qua hoặc là nhập cả hay là hay là nhập cảnh là một cách hợp pháp á trong thời gian biên giới đóng cửa <laughs> nếu quý vị biên giới đóng cửa thì như vậy không ai vào ra được thì khi mà họ họ nếu những người mà họ nhập cảnh qua đường hàng không qua đường hàng hàng hạ chẳng hạn mà những người này nhập cảnh hợp pháp mà họ xin tư cách về tị nào á trong thời gian đóng cửa thì các cơ quan chức trách phải xử lý ít nhất là một ngàn tư đơn xin tị nào trong một ngày à thì thì đó là trong dự luật đó những điều như vậy và điều kế tiếp đó là hỗ trợ cho địa phương hỗ trợ cho địa phương như thế này thì thì dụ như quý vị thấy rằng là ở New York chẳng hạn ở Cali chẳng hạn ở Texas chẳng hạn những người mà họ vượt biên bất pháp qua thì như một là cái làm nhập cư đó hoặc là những người mà họ nhập cư họ, họ đọc của quý vị tin nạn rồi á thì trong cái dự luật này có một số tiền để hỗ trợ cho các địa phương đó là từ thành phố cho đến tiểu bang thì cái số tiền này lên đến khoảng là một chấm tỷ mỹ kim rồi đề cập đến cái tường biên giới trong dự luật này có một là tường tường biên giới tường biên giới thế nào thì quý vị thấy trước đây khi cựu tổng đô, đổ, cựu tổng đổ trung đã là uh, 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 từng đóng cửa uh, chứ đó uh, uh, đóng cửa chính phủ một thời gian rất là dài dài nhất trong lịch sử là chưa có vị tổng thống nào mà 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 không uh, có, có, không, vượt qua vấn đề ngân sách uh, quốc gia mà phải đóng cửa uh, uh, liên bang á, là kéo dài hơn một tháng đó vì không chấp thuận cái ngân sách để xây dựng bức tường đó. thì bây giờ cái xây dựng bức tường như thế nào thì luật sẽ buộc chính quyền Joe Biden sử dụng số tiền đã được bổ trí để làm hàng rào cản gai này dọc ờ, theo biên giới như vậy đó. Thì hàng rào này phải cao từ 18 đến 30 feet và có là cái tính năng <laughs> nằm anh, anh, anh thấy biên trường biến, cái, cái, cái cái, cái bức tường mà thời kỳ ông Trump á thì anh thấy những người mà họ, vượt biên của họ đau họ đào dưới đất họ, họ đi qua anh, anh thấy không? Rồi ừ. họ đào cái bức tường nữa. Thì đến bây giờ á thì cái bức tường này làm thế này làm thế nào sẽ cho cao ở dưới làm cho kiến cố mà là người ta đào không được và người ta trèo không được. Đó. Rồi trong dự luật này là có cái vấn đề mà là công dân Afghanistan. Thì anh còn nhớ năm 2021 ấy, khi mà quân đội Hoa Kỳ rút khỏi ra Afghanistan ấy, và những người làm cho quân đội Mỹ và những người tham gia công cuộc chiến đấu ấy, thì những người này họ có nguy cơ ở lại, bị uh, nguy cơ đến tình mạng. Ấy. Thì cũng giống như là cái trước năm 1975 Việt Nam mình vậy. À, thì những người này họ có nhận được quý trẻ vị tị nạn thì đó cũng xét vấn vấn đề đó còn uh, trong một uh, biên giới này là có vấn đề thị thật. á thị thực như thế nào uh, thị thật cho những người thị uh, thực có cái chương trình là S1B là thi, thế nào tức là những người mà có chuyên môn để làm việc á rồi uh, uh, nếu được họ tuyển dụng các công ty uh, mà họ tuyển dụng lâu dài á thì họ có được thẻ xanh và họ được phép ở lại làm việc đó. Thì cái 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 cái, cái thỏa thuận này á sẽ cứu sẻ cho khoảng 250.000 người. Đó. Tức là những người mà họ đến với thì thật là S1B, tức là đến là Hoa Kỳ làm những công việc làm mà ở Mỹ họ cần cần thiết á. Rồi trong đó là có vấn đề mà đoàn tụ gia đình nữa. Đó. Thì đó là vấn đề thi thực. Rồi trong đó có một mục mà chúng lại gọi là, là, là thuốc, một, thuốc uh, fentanyl, uh, fentanyl nha, uh, fentanyl. Thứ, thì uh, đó là cái thỏa thuận là an ninh biên giới nhằm tăng cường chính sách và biện pháp trừng phạt là chúng được tiền này. Hay còn ngoài đạo luật là chúng lại fentanyl, này, uh, hoặc là chúng thi thật là chúng ma túy này. Uh, thì cái trường hợp này sẽ nhận được 23 triệu Mỹ Kim. Rồi anh còn nhớ rằng là cái chương trình mà trẻ em uh, đi theo qua đây mà còn đi còn nhỏ uh, <laughs> gọi là uh, Dreamer, anh, anh còn nhớ nghe? <laughs> uh, Nhiều là, là chương trình của người yeah. Mỹ. À, đó, là chương trình này gọi là Documented Dream. À. Thì cái, cái chương trình này tức là cái trẻ em đi đến Mỹ mà không có văn kiện, không có giấy tờ gì hết trơn á thì anh thấy trong cái thời gian cựu tổng thống thủ trong bốn uh, năm á thì, thì anh còn nhớ rằng là ông đưa ra cảnh sách cho có như là là, là là đuổi những người này về về, về nơi Nguyễn quản của họ không rồi mới nhớ trẻ em này họ đâu biết Nguyễn Quang của họ là ai họ đâu biết chỗ nào anh nắm đúng không giai đoạn họ đấu tranh và những người mà Họ, họ hoạt động về nhân quyền với nhân quyền á họ họ cũng đấu tranh bảo vệ cho là các trẻ em này gọi là streamer á à, thì bây giờ trong dự luật này là cũng à, cũng có cái 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 cái, cái phần này à, làm thế nào để cho có những người này họ có lộ trình nhập quốc tịch à. rồi à, bên cạnh đó là có giấy phép lao động nữa đó à về giấy phép lao động những người nhập cư mà đơn xin uh, là tị nạn thì như một việc là anh nam thực kỳ trước anh qua là có không thì mua qua uh, thì khi mình đi làm thẻ xanh á thì trong đó có hai loại thẻ xanh loại thẻ xanh á uh, thì tức là mình có thể mình đi làm việc được liền có loại thẻ xanh á uh, thì họ nói là là mình chưa được phép đi làm cho đến khi mình trình bày có đủ điều kiện là có đủ phép luật uh, cho phép đi làm uh, thì trong đó có một có giấy phép mà lao động nữa rồi có một loạt gọi là tuần tra biên giới, gọi à, là, là, là border uh, patrol đó à, tuần tuần tra tuần tuần tra biên giới thì cái phần này là cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới họ phụ trách thì tuần tra biên giới nhận được một số tiền rất là lớn gọi là khoảng 7 tỷ Mỹ kim, à, đây là một to, một một, một khoản tài trợ là khẩn cấp. Đó. À. Uh, thưa anh nguyễn sam đó là những uh, gì mà có trong cái dự luật uh, về an ninh biên giới thưa anh uh, là đặc biệt về an ninh biên giới không mà thôi ở uh, uh, tại sao mà cái dự luật này mà họ đặt nặng vấn đề này thì thưa anh bây giờ dự luật này á là uh, nếu như mà được thông qua dự luật này á, thì hình như là cái 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 cái, cái thuần thuần tiền và thuận lợi cho Tổng thống đô rất là nhiều. À cho tổng thống cho Biden nhiều lắm thư anh Nguyễn sáng Nam. Như ừ. vậy tại sao ông Donald Trump và tổng thống Joe Biden đậu tranh về thỏa thuận biết giới một cách sâu rộng như thế này. À. Và hiện nay các nhà lập pháp cũng chia rẽ chứ không phải không. À. Thì những cái, cái 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 điều ở trên tiếng việt anh Nam có bổ sung với thêm nữa anh. Em. Dạ đó thì bây giờ anh 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 xem để anh nhận xét thế nào tại sao cái dự luật này mà quan trọng đến mức độ mà uh, tổng thống Joe Biden uh, bây giờ cũng đấu tranh để cái thỏa thuận này được cái uh, đi điện kết thúc và tại sao cử tổng thống Trump lại là có áp lực với những người mà uh, cộng đảng của mình uh, tức là đảng Cộng hòa và đặc biệt là những người mà uh, MAGA Cộng hòa thì ông ta áp lực và câu hỏi không nên có một thỏa thuận nào với cái nghị luật này hết á. À, một nhóm thường nghị sĩ lượng đảng đã tiết lộ về một cái đề nghị trước sâu rộng vào ngày hôm qua, gọi là Chủ nhật á, nhắm vào biên giới phía Nam, tức là à, cái biên giới mình hiện nay đang tranh chấp giữa liên bang và những tiểu bang ở Texas á. À, đồng thời à, cũng, lên tiếng là ngăn chặn những cái làn sóng mà họ vượt biên giới bất hợp pháp đó. đó. là cái dự luật này à, tức là nhắm vào cái biến giới phía nam nước Mỹ và đồng thời cái dự luật này là có một số tiền công cấp cấp viện trợ cho nước ngoài đó. thì dụ như là Israel cũng dụ như là Ukraine cũng dụ như là Đài Loan vậy. Thỏa này mở rộng đảng kể việc giam giữ ở biên giới và đại mình nhanh cả các chương trình tị nạn và nhân đạo à. thì cái, cái trước cũng vậy thôi quý vị thì khi mà họ dám dỡ biên giới chứ không phải cho vào việc không cho, cho vào mỹ và đồng thời gọi đại nhanh cả các chương trình mà tị nạn với nhân đạo tức là đại đại, đại nhanh vấn đề mà để xem xét đến tiền nạn á thì cái đạo luật này do một nhóm các nhà lập pháp đảng cộng hòa và đảng dân chủ soạn thảo sẽ tạo ra một con đường trở thành công dân cho những kẻ là họ đến Đức nước Mỹ không có giấy tờ và đồng thời là à, sẽ mở cho con đường cho những người mà họ thực sự là họ tỳ nàng chính trị họ bất tại vì họ bất đồng chính kiến với à, chính quyền sở nhà của họ à. thì thỏa à, thuận này có sự ủng hộ của tổng thống Joe Biden và à, nhà lãnh đạo khối đá sổ ở thượng viện đó là ông Chuck Schumer à, lãnh đạo chịu số ông McConnell là, à, mặt khác cũng giống như là chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson cũng giống như là cựu tổng thống Trump đã công khai bác bỏ dự luật này và càng ngày càng có nhiều đảng viên đảng Cộng hòa tham gia công với những người này thì à, anh Nguyễn Sơn Nam biết là ông à, lãnh đạo thiểu số ở thường viện là ông Mitch McConnell đó. thì, thì anh thấy là chưa chi là ông đổ lỗi ông nói à, à, tại vì ông Donald Trump ông ông áp lực chúng tôi làm như vậy chứ chúng tôi cũng không muốn làm như vậy à thì kiểu như vậy mà thật ra là các ông muốn như vậy nhưng bây giờ là có người để đổ lỗi à, mà cái điều mà đổ lỗi ông Donald Trump ông Donald Trump nhận tới ông nói đây cái là vấn đề của định của ông nếu như mà cái thỏa thuận làm được chỉ có tôi làm được mà thôi không có ai làm được trong vấn đề này à. <laughs> bây giờ xem chủ quyền xem này Bây giờ ai lợi ai như thế nào. Ok, cái vấn đề mà cái cái cái, cái dự luật mà biên giới này á thì cả ông Trump và cộng Biden đều quan tâm đến cái dự luật này. Đó. Theo một cuộc thăm dò gần đây của là Bloomberg News và Morning Consult thì hơn 60% cử tri ở các tiểu bang mà à, tranh chấp á, đó, Họ nói rằng là ít nhất tổng thống Joe Biden tức là tổng thống hiện nay phải chịu trách nhiệm phần nào về sự gia tăng số lượng người di cư bất hợp pháp ở Việt nam, à, tỷ như 60% như vậy. Mà nếu như ông Joe Biden mà không giải quyết vấn đề này năm thì như phải 60% này thì họ họ đâu có bỏ phiếu cho ông ta. À. Và ông Trump thì vận động các thành viên đảng Cộng hòa của mình trong Quốc hội đã phản đối cái đề nghị này, là từ trước nay rồi. À, thì ông ta lặp lại sự phản đối của mình trong một vài bài đăng của ông ta trên trưa sâu bảo vào sáng thứ hai tức là ngày hôm nay ông nói rằng chỉ có kẻ nào ngu ngốc và một cái đảng viên đảng dân chủ cảnh tả cấp tiến là mới bỏ phiếu cho dự luật biểu giới khủng khiếp này mà thôi <laughs> thì, thì ông nói như vậy thì thưa thưa anh Nam thì anh nhận định như thế nào anh Nam thì ông nói thế này ừ. Mấy, chỉ có, chỉ, có, chỉ có những kẻ ngu ngốc mà thôi ạ à rồi những có những cái đảng những, những cái đảng viên đảng dân chủ mà cảnh tả thôi rồi. rồi là loại cấp tiểu mà bỏ phiếu cho dự luật mà là, là, là không kiếp này đó, thì anh nghĩ sao như vậy anh thấy được cái phần trên là, mùi đưa ra những cái, chi tiết nhỏ như vậy ấy, thì nó có nó, nó có tác động rất, là nhiều và nếu như mà dự luật này được thì anh thấy nó xây tường biến giới này rồi kiểm tra biến giới này rồi à, à, những cái trại giam dự này rồi phỏng vấn này à, thì vân vân thì đều có thể điều này có thể là ngăn ngừa những người 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 đến Hoa Kỳ nếu à, nữ ông trong nói như vậy thì anh nghĩ sao anh nói Mà anh vừa nghe ông Trung nói thì mà, anh anh, 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 tin thì tôi mới lạ. đó <laughs> ừ. à. thì, thì anh thấy rằng là nếu như mà anh anh nghĩ rằng nếu như mà cái dự luật này thông qua được á thì anh thấy rằng là nó nó cứ phía thẳng lợi về về phía ông, ông Joe Biden nhiều anh thấy không? Trong tâm chỉ nghĩ không nghĩ đúng sai nên không mà ông nghĩ tới cái có lợi cho ai có lợi chẳng ừ. đâu ok mà không có lợi cho ông đó. thì nhiều lúc ông, chê trách nhận xét của ông Trung đó, nó, 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 không khách quan Ừ. Đó thì thì ừ. một số đảng viên đảng cộng hòa tại hạ viện anh nam thì họ cho rằng đến bác bỏ dự luật của thường viện đi có thể thường viện chấp thuận tại vì sao tại vì bây giờ đa số là dân chủ ở thường viện do ông cho uh, uh, Charles Schumer, anh nam thì khi mà dự luật nó đi xuống Hà viện à, thì một số đảng viên cộng hòa tại hạ viện họ nói rằng thường viện đến bác bỏ đi à, rồi ngay cả ông uh, Uh, Mike johnson tức là chủ tịch Hà viện cũng nói ông nói với ông nói với tôn trưởng như thế này là cái, cái dự luật này thật là vô lý khi cho rằng đảng cộng hòa muốn hủy bỏ dự luật nhằm là tức là đảng cộng hòa là hủy bỏ cái dự luật này để là giúp đỡ chuyển dịch tranh cử của ông Trông ở bây giờ họ nói thẳng với anh Nam ở ờ, thì anh nam thấy ông nữ dự luật này mà không thành công được á, ở ờ, thì ông Trông còn có, 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 có cái lý do để ông nói hơn đó. Ờ. Đi cùng giống như vấn đề kinh tế nó thì, thì bên phía dân chủ á, và người dân là muốn cái nền kinh tế nó mạnh mẽ hơn thì ngược lại trong mùa tranh cử thế này á, thì chắc chắn là bên phía ông trump muốn cái nền kinh tế nó xấu tồi tệ đi chứ thì không có lý do chứ à, không? không có lý ừ. do nói là nếu cho <laughs> bỏ phiếu cho tôi tôi sẽ đưa tôi, tôi tôi sẽ tạo cái nền kinh tế tốt đẹp hơn Ở sau về hiện nay đi không? À. ừ. <laughs> Thế như vậy anh thấy đó bây giờ hà viện bên chủ tịch hà viện họ cũng tuyên bố như vậy thì ngày hôm qua thì ông joe biden ông tuyên bố như thế nào thì ông bây giờ đặt câu hỏi thế này có phải các đảng viên đảng cộng hòa tại hà viện là có một quyết định riêng cả họ là sao à, là họ muốn giải quyết vấn đề này như, thế nào hay là họ muốn tiếp tục cơ chơi cho chính trị về với về, về về vấn đề biến giới này đó à, tại sao bây giờ luật đưa ra như vậy chi tiết như vậy À, tại sao nó không ngồi lại với nhau Để bàn bạc để thỏa thuận ở Trong cái biết giới này Để mà chấm dứt hoặc là hàng chế Vấn đề nhập cứu bất hợp pháp à. Rồi ông ta nói thế này Tôi đã đưa ra quyết định của tôi rồi mà à, Là quyết định đó Tôi đã đưa ra một dự luật như vậy Nên các ông phải chấp thuận đi à, Hai bên ngồi lại với nhau Thêm bớt như thế nào à. Rồi tôi sẽ sẵn sàng giải quyết vấn đề đó à. <laughs> nhưng anh thấy rằng là cái thỏa thuận đó là, là chắc chắn có thể là bên, bên 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 phía Hà Việt họ nói là dù cho bên phía thường Viện họ thông qua nữa rồi xuống Hà Viện là cũng chết thôi à, thì thì thưa quý vị đó là là những cái vấn đề mà tranh chấp à, à, cái dự luật biên giới hiện nay à, giữa ừ. bên phía ông Donald Trump và cho uh, Joe Biden thưa anh. Dạ. Yeah. Để coi bên chiều nay tôi mới nghe đọc bản tin đó À uh hả? -huh. là phía của thượng viện cộng hòa nó cũng đang tính nó bác luôn cái 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 cái, cái, cái luật biên giới, giới luật này. Dạ. Yeah. 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 Để coi làm sao. À uh hả? -huh. bên tới vấn đề khác bên bùi hả? Dạ không thưa anh thì vẫn đem cái này là Lời kỳ dược này không nhược đảng cộng hòa mà bây giờ đảng dân chủ có sự chia rẽ nữa anh tại vì sao vì trong đó là có một số người họ ủng hộ về biên giới rồi có những người họ không ủng hộ thì như là có một nhóm quốc hội gốc tây ban nha nữa anh nam đó yeah. không phải đơn giản anh nam đó do đó là cái dự luật này là cũng rắc rối lắm tức là một nhóm họp kiến quốc hội này gốc tây ban nha này họ đã bác bỏ những việc mà uh, tổng thống cho bên này gọi là cái cái đề nghị này gọi là công bằng này cái đó cái số họ nói đó đấy nó công bằng đâu đó cái dược này có khả năng khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn đó chứ không phải là không không phải là cấp tiền này rồi trong đó là có là gốc uh, tây ban nha cũng dụng như một số tiền mà viện trợ cho israel trong đó là có những uh, uh, dân biểu mà gốc uh, gió do thái nữa đó nhiều khê là anh nam chứ không phải là chuyện mà nó 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 đơn giản và dễ dàng đâu rồi bộ máy chính trị của mỹ thì tê liệt rồi, dạ, yeah. yeah. rồi trong đó còn hội đồng cấp tiến của quốc hội nữa, vâng vâng, yeah. Yeah. rồi mình sang cái đề tài mới được chưa? Rồi bây giờ đề tài mới nữa thì đó à... là một cái đề tài mình vừa nói rất là hot về là biên giới. Ừ nhưng đề tài hot cũng không kém á là cái chuyện mà ngày 6 tháng, tháng tháng, ngày cái chuyện mà ngày 8 tháng 2 yeah. chỉ còn một hai ngày nữa thôi thì tối cao học viện sẽ có cái phiên bàn bạc về xử bỏ phiếu để giải quyết cái vấn đề là nên ông Trung có được hợp lệ ra tranh cử không hay là áp dụng cái tạo luật cái dự luật nó đáp dụng cái tu cái 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 cái, cái, tu nhiên tu nhiên án thứ 14 điều khoản thứ ba để loại bỏ ông Trump ra khỏi cuộc tranh cử lần này đây là một vấn đề phức tạp và ông Trump cũng đang có mặt tại hoa đình đúng để tìm cách vận động cho 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 mình thì anh vấn đề này muốn nói gì thêm không? <laughs> thứ ăn thì ông Trump thì ngày hôm nay này ông đến uh, washington ông, bây giờ ông để ông ông kêu gọi tòa tối tòa án tối cáo này quý ông ơi nên hãy giữ tên tôi trong lá phiếu ở colorado đi ở có biết không những cái cáo buộc là ông cho là những người thách thức á thì giống như ông Joe biden hoặc là những người mà colorado là một nhóm người mà đứng lên là kiện ông Trump á nói là ông Trump là vi phạm hiến pháp rồi ông ta đã tham gia cuộc bạo loạn ông ta là chủ trương cuộc bạo loạn ngày sáu tháng dương này cái nọ với đó theo hiến pháp và cái, là tu chỉnh mười bốn điều thứ ba thì ông đó Trump trong không được có tên trong lá phiếu À, thì ông đó trong ngày hôm nay ông kêu gọi là ông kêu gọi tòa án tội cáo với quý ông nên giữ tên tôi ở trong lão Colorado uh, đi và ông ta cũng ta, ta nói thế này ông tất cả buộc những người mà thách thức là những người kiện ông ta là đang theo đuổi một vụ kiện pháp lý là phạm dân chủ à, nói vậy nên phạm dân chủ thế này vậy ông đó là chống lại tôi à, thì trong lập luận cuối cùng bằng bằng à ông Donald nói trong dự kiến sẽ đưa ra trước tòa khi mà các thẩm phán nghe các cuộc tranh luận bằng miệng ở Colorado, à, cái vụ việc là sẽ xảy ra trong tuần này. À, thì bên uh, luật sư của ông Donald Trump thì nói thế này, ông Donald Trump tức là ứng cử viên được cho là hàng đầu của đảng cộng hòa và là ứng cử viên đang dẫn đầu uh, cho chức vụ tổng thống Hoa Kỳ hiện nay. À, không ngoài ai khác ra ngoài ông Trung à, đó là các luật sư của ông Trung nói về tòa án tối cao trong một cái bản tóm tắt gửi cho tòa là như vậy đó thì họ cũng nói tiếp thế này là không phải là tòa án Không chẳng phải là các quan chức bầu cử mà là người dân Mỹ họ có quyền chọn tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ à, à thì như vậy là các luật sư của cựu tổng thống Trump nói với tòa án thế này cũng phải là quỷ ông quỹ quỹ thẩm mà có quyết định tao là cho ông Trump hay, hay, là, là ông Trung làm tổng thống hay không làm tổng thống hay là cả quan chức bầu cử không có áo có cái, cái, quyền nào hết trơn á mà cái quyền đó là cho người dân là họ chọn là tổng thống à cái ý nói tức là, là các ông cũng có quyền tức là loài ông Trump ra khỏi cái lá phiếu à. <laughs> bây giờ các luật sư được khi mà là đưa ra những lập luận mình như thế nào thì các luật sư của ông Trump là đưa ra lập luận thế này. Bây giờ tôi đưa ra được vụ kiện tổng tìm cách loại uh, thân chủ tối đó khỏi cái lá phiếu á. Thì như vậy chẳng khác gì những cái nỗ lực phạm dân chủ ở Venezuela. À thì bây giờ các luật sư so sánh cái vụ này với cái vụ ở Venezuela, Venezuela như thế nào? Thì họ tuyên bố như thế này. Vào thời điểm này Hoa Kỳ đang đe dọa các biện pháp biện pháp trừng phạt chống lại chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa ở Venezuela. Vì cái cái xã hội này đã loại ứng cử viên tổng thống đối lập hàng đầu ra khỏi lá phiếu. À, thì bây giờ họ xóa so sạch ở Venezuela như vậy anh Nam. À, thì một ứng cử viên tổng thống đối lập với cái với cái ứng cử viên tổng thống mà, thuộc mà xã hội chủ nghĩa thì thì, thì thì cái ông đối lập này bị loại ra rồi. Thì họ so thành bây giờ ông Trung như vậy đó ở à, như vậy ở tức là họ nhưng cái đảm này là phạm dân chủ à, thì những người mà kiện tổng, tổng ông Trung ông Trung á ráo khỏa lão phiếu thì những người này cũng phải là phạm dân chủ à. thì họ tuyên bố cho này là là, là cả bộ luật sư của ông Trung á các 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 cự trí khởi kiện là đang yêu cầu tòa án tối cao áp đặt điều tương tự biện pháp là phạm dân chủ ở quê nhà hay là sao à, Thế tòa án tối cao nghe các tranh luận vào ngày thứ năm. À, thì, uh, thì 3, 4, 5, 3 thứ ba, thứ tư, năm còn ba ngày thôi. liệu ông Trump có đủ điều kiện có tên trong lá phiếu hay là không? À, thì cho là vai trò của ông ta là gì? trong các sự kiện dẫn để cuộc tấn công vào điện Capitol Hill vào ngày 6 tháng giêng năm 2021. Thì một nhóm cử tri ở Colorado cho rằng những hành động đó là như là một cuộc nội dạy và theo hiến pháp thì cấm ông ta không giữ một chức vụ nào hết. Thì việc ông Trung kháng cáo lên tòa tổ cao về cái lạ phiếu của Colorado là một trong nhiều cái bướng bắt pháp lý mà cựu tổng thống Trump phải đối mặt khi vận động tranh cử cho nhiệm kỳ tới. À, thì phiên tòa xét xử vụ lực độ bầu cử hay là đạo ngược bầu cử do cổ vấn đặc biệt là ông Jack Smith đưa ra đã được ẩn định vào ngày 4 tháng 3 nhưng cũng đã bị hoạn lại rồi anh Nam cái bản tin này có cách đây cũng lâu rồi anh Nam đó. Đó. À, bị hoạn lại rồi rồi cách mà tòa án sẽ giải thích mục 3 tôi chẳng hạn 14 á, là cấm một số quan chức dân cử bao gồm cả quan chức của Hoa Kỳ nắm giữ chức vụ nào trong tương lai nếu mà họ tham gia nội dạy thì ông ta ông cựu tổng thống trong độc luận thế này một thuật ngữ đó vật ngữ về chữ quán chức á là không áp dụng cho tổng thống anh nam <laughs> ừ. ông, ông đồng ý dường như mà ông nói coi như là à, khi mà tôi tuyên thệ à, thì à, trong đó tôi tuyên thệ tôi có như là tôi protect này tôi preserve này tôi bảo vệ này tôi uh, uh, defend này về hiệu pháp thôi nhưng 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 tôi không là uh, là sport uh, ờ, hiến pháp tôi chứ tôi không ủng hộ hiến pháp Giá đó tôi là có quyền miệng tổ thế anh ừ. ừ. Đó, thì để mình xem thì nắm được xem kết quả như thế nào thế anh thì khi ừ. mà một nhóm cự trí ở Colorado á, thì khởi ý, kiểu, khởi ý, khởi ý đơn kiện khởi khởi đơn kiện như vậy á thì thưa anh bây giờ nó không phải là ở cả cự tri nữa đó bây giờ có một một nhóm nhân quyền một nhóm dân quyền anh nam bây giờ cũng là tham gia là một cuộc kiểu mà làm thế nào ngăn cả ông Donald Trump là không cho ông ta tiếp tục chịu chức vụ à, cộng vì vấn đề mà coi như là ông tham gia bỏ loạn đó. đó thì thưa quý vị thấy và anh Nam thấy rằng là là không phải các cử trí nữa bây giờ dân nữa bây giờ là các nhóm bây giờ bây giờ nhóm nhân quyền này bây giờ nhân quyền bây giờ họ họ tham gia đó thì nhóm này là nhóm gì nhóm dự án là quyền công nhân là bức vụ lợi à, tức là việc tăng là PAP thì cái nhóm này đã đề trình một cái bản tóm tắt thay mặt cho các nhà sư học lập luận rằng là cái điều khoản về nội đoàn trong hiến pháp Hoa Kỳ nên đã áp dụng chức cựu tổng thống Donald đối đối Trump. Và những người soạn thảo một bác của túi chả năng 14 rõ ràng họ có là có ý định rằng điều khoản này là áp dụng là, là, là không chỉ áp dụng cho các cựu liên minh miền Nam mà còn cho các thủ lĩnh của các cuộc tấn công nội dạy trong tương lai nữa. À, thì anh cũng nhớ là khi mà nội chiến miền Nam thì cái túi đảng cái bộ ba này là là, ra đời á. À, thì các thủ lĩnh về liên minh miền Nam á à, thì khi mà các vị đó tham gia thì không cho giữ cho, 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 cho chất bù á. <laughs> Thì bây giờ là một nhóm nhân quyền này họ họ lập luận như vậy. À, thì cái bản mà họ đề trình á, đó cái bản tóm tắt á, thì họ đề trình lên nguyên bản cho tòa tối cao. Thì những người họ tin rằng hiến pháp nên được giải thích giống như thời kỳ mà trước đây vậy, là cái thời kỳ mà viết ra cái bản cái cái tôi chỉ nào 14 điều 3 á Thì đây để cho bên tòa án họ suy ngẫm thêm nữa. Rồi à, quý vị còn nhớ là các thẩm phán bảo thủ ít nhất là 6 thẩm phán bảo thủ mà trong đó có 3 thẩm phán là cựu tổng thống trong bộ nhiệm. <laughs> là những cái bản tóm tắt và những cái đề trình của cái nhóm nhân quyền này thì hy vọng rằng À, tòa cả các thẩm phán tòa tổ cao họ là xem xét một cách kỹ lưỡng hơn để mà họ ra phản quyết à, trong những ngày tới à, chủ tịch của cơ hội này tức là Jill Habis là chỉ nói rằng Điện Capitol Hill của Hoa Kỳ đã không bị xâm phạm trong nội chiến mà nó đã bị xâm chiếm vào ngày 6 tháng giêng năm 2021 Đồng thời bà nói rằng cuộc tấn công đó là do cựu tổng thống Donald Trump sử dụng và những người theo ông ta thực hiện với mục đích là lực độ cái nền dân chủ Mỹ để giúp cho ông Donald Trump bám là là bám sát quyền lực và giúp ông ta nắm lại quyền lực. À. Để bằng chứng mà chúng ta đã thấy từng bắt và chứng kiến ngay thấy trong vài năm qua đã cho thấy rằng khả năng là một cách rõ ràng tổng thống Donald Trump đã thua trong cuộc bầu cử vào năm 2020 và đã dành nhiều năm kể từ đó là ông ta cố gắng là nói rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận và đánh cắp thì cái điều này thì quý vị thấy rằng là theo bà Joe Habit nói thật khó cho ông Trump và cho tội cao pháp biểu tranh luận một cách thẳng thẳng rằng những hoạt động của ông trong trong ngày 6 tháng Nguyên cộng dụng trong thời gian vừa qua là ông ta liệu có rơi vào trong cái tủ chảy nắng 14 và điều 3 hay là không? À, thì thưa quý vị đó là à, bây giờ cái nhóm dân quyền họ đã um, lao vào cuộc chiến tức là làm thế nào để ông Trung và những người mà tham gia cái cuộc bảo loạn ngày thảo thế nhân đó không được giữ chức vụ của trong chính quyền thưa anh này. Càng ngày, số người mà tranh luận, số người đấu tranh về vấn đề này nó càng ngày cũng mở rộng rồi ha. Dạ, thì, không... thì, anh, thì ở đó thì, thì trước đây là các cử tri mà thôi. À, thì, thì bây giờ không phải là cử tri, bây giờ các nhóm dân quyền nữa. Thì họ thấy mà họ thấy cái điều này rằng là nó 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 có cái 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 gì đó thì họ bất bình với đó họ họ đận lên thưa anh Ừ. Rồi, chúng ta để sẽ chờ đợi tiếp. nào Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ mình lại thêm vấn đề bằng tiếng cuối cùng tức là bà Nikki Haley thưa anh Nam. Thì Chào anh mày. thấy là, đây là bà Nikki Haley thì bà còn hơi dè dặt là bà tấn công ông Donald Trump thấy không? À, thì hình như là bây giờ là bà bà thẳng thẳng là bà không thể bà không 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 gì nữa anh Nam. Thì trước đây là bà có thể là bà như nhìn tức là có thể rằng là bà không biết rằng là à, bà có thể bà lấy lòng à, cự tri của ông Trump. À, Nếu như mà ông Trump bị kết án hay là ông Trump bị ngồi tù hoặc là ông Trump à, 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 bị tòa án tối cao, xét xử là phản quyết là ông ta cũng nằm trong là cái danh sách là, ứng cử viên nữa. À, thì bà có cơ hội vượt bậc hơn thì bây giờ là bà cũng hy vọng như vậy bà cũng hy vọng là có thể rằng ông trong bị ngồi tù hoặc là ông trông là bị loại đó khỏi cái lá phiếu à, thế như vậy là không còn ai nữa thì trận bà mà thôi à. thì ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa là bà Nikki Haley kêu gọi các cử tri của đảng cộng hòa là ngưng đi hãy ngưng lại ủng hộ cựu tổng thống Trump đi cho đến khi mà họ biết rằng là liệu có thể ông Trump bị kết án trong những phiên tòa hành sự là ít nhất là bốn phiếu tòa hành sự đang chờ đợi xử lý ông ta à, thì tới bây giờ à, quý vị là cử tri đảng hòa nên ngân ủng hộ ông ta đi nên ủng hộ cho tôi thì không biết là, là thân phận của ông donald trump như thế nào thì bạn nói thế này tôi nghĩ rằng người dân mỹ xứng đáng để biết được tình hình của ông trump sẽ ra làm sao à, à bảo tuyên bố cách thẳng thắn như vậy à thì uh, là bài nói khi nào là thứ về bài nói ngày hôm qua tôi chủ nhật ở trên cái chương trình gọi là State of the Union của CNN đó. cựu tổng thống Trump hiện phải đối mặt ít nhất là bốn loạt cáo buộc về hình sự hai vụ là án cấp liên bang và vụ án cấp tiểu bang ở Georgia gia cũng như ở New York thì thưa quý vị thì ngày hôm qua cũng cũng tôi có trình bày rồi giống như vụ án ở Georgia gia và New York là tiểu bang đã nam mà khi mà thì bây giờ các ta nói thế này à, nếu ông lên tầm, làm tổng thống thì những vụ án về liên bang thì ông có thể là từ khoan hồng được là từ tha thứ cho mình pardon cho mình được ứng xả cho mình được nhưng cả các vụ án về tiểu bang á tiểu như New York ở Georgia thì thì ông không thể là vội tay xuống giữa tiểu bang mà ông tự ứng xả cho mình được thì ông phải chịu ở tù mà thôi nhưng thưa quý vị khi mà cựu tổng thống Donald Trump đã trở thành một tổng thống rồi á thì ông ta cũng thể là người ta các nhà pháp lý có thể là nghĩ ông ta nói thế ô oh, thế đó những cái những những cái phán quyết là là bất hợp lý à, do đó những cái 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 kết quả của pháp lý đó là bất hợp pháp cái là tốn thi hành ở à, tiếng thi hành làm được gì ông không làm được gì hết đó. chỉ còn bằng cách như thế nào bằng cách là quốc hội luận tội mà thôi mà giả sử mà quốc hội á mà đa số thuộc về đảng cộng hòa À, thì không luận tội giống như hai lần trước đây khi mà ông ta là đang còn tổng thống thái luận tội thì ông ta là, vẫn là có tội nhưng cái tội không đáng đáng kệ để mà truy tố do đó ông ta cũng trừ ông ta mà thôi à, Do đó là ông ta có nhiều đường thoát làm theo quý vị bởi vậy do đó một số nhà sự học một số nhà phân tích pháp lý và chính trị cũng giống như các nhà mà đầu tranh về uh, dân chủ nhân quyền thì họ, họ họ yêu cầu và họ kêu gọi là cử tri là tháng 11 nên vùng dậy và đi ra ngoài để bỏ phiếu. À. Thì bà Nikki Haley hôm Chủ nhật đã đi xa hơn, nữa. một uh, 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 đi xa hơn về cách chỉ trích của ông Donald Trump, đó, là nhắm vào ông Donald Trump, uh, vào các cả, cả cảo trạng của ông ta, đồng thời là lên án ông ta không nên là cố gắng hoặc là không nên tìm cách ngăn chặn dự luật biên giới của quốc hội. À, thay vào đó là kế hoạch an ninh biên giới mới nên được thông qua càng sớm thì càng tốt à, thì tôi quý vị thì bà bà những cái hai bà lên đảng, đốt đồng, thôi ông Trông ơi ông đừng nên can thiệp vào đó nữa ông đừng nên áp đặt uh, những cái thành phần quốc hội là đồng thời là cái kế hoạch này kế hoạch biên giới á thì nên được thông qua càng sớm càng tốt đi để giữ an ninh À, cho biên giới đồng thời là ngăn chặn được làng làn sóng mà vượt là, là, vượt biên giới bất hợp pháp đi à, thì bà bây giờ bà thẳng thẳng như vậy rồi bà cũng cảnh báo rằng khi mà các cử tri đảng cộng hòa chọn ứng cử viên năm 2024 nghìn của họ đã có khả năng đổi đầu với ông, đó, với ông Joe Biden đó. thì quý vị biết rằng trong năm nay này và trong năm tới này ông Trump sẽ ngồi tại các phòng xử án nhiều hơn là thời gian dành cho ông ta đi xanh là những chuyện dịch về tranh cự à, lý nếu như mà ông ta ngồi trong phòng xử án hoặc là vì bầu cho ông ta ông ta trở nên tổng thống á, thì ông ta rất là nhiều công việc đổ về với tòa án Thế như vậy mục đích được hỗn loạn như thế nào và một thế giới đáng bất chảy như thế nào à mình mình, mình nói thẳng về các cử tri như vậy <laughs> rồi ở Trung và hai việc về cái vấn đề chính trị biên giới thì uh, ngày hôm qua thì bà cũng nói thế này uh, trong những tuần gần đây thì ông Trung đã thúc đẩy chủ tịch Hà việt ông Mai Johnson uh, và các nhà lãnh đạo cộng hòa khác uh, nhằm tiếu giữa cái dự luật an ninh biên giới này đi uh, đừng có uh, là thông qua cái, cái 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 dự luật biên giới này nữa thì bà nói thế này bà chỉ trách uh, ông Donald Trump rồi ông Donald Trump ơi, ông hoàn toàn là chơi trò chỉnh trị với kỳ luật biên giới này. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, đó là những gì mà bà Nikki Haley, bà thẳng Thăng thẳng bà lên tiếng chống đội ông Donald Trump thưa anh. Uhm. tới giờ này bà Nikki đi còn chút hy vọng nào không? <laughs> ờ, nghĩ rằng là cái vấn đề bốn trốn bao giờ là ông áp đặt mà mà cái, cái dự luật biết giới này mua thì nghĩ rằng là chắc là lại không có thể ông trung không hy vọng nhiều đâu anh thì mặc dù có thể là hạ viện là họ tức là ông Mike Johnson là có thể là ở là, bị chết ngay hạ viện nhưng có thể lượng đảng họ có thể là thương thuộc với nhau á thì nghĩ rằng là là có thể cái dự luật này là bên đảng cộng hòa bên rồi bên đảng dân chủ là vì ông Trum à vì ông Biden có thể nhường bộ hoặc là thương thuyết với nhau thì có thể là thông qua thưa anh và khi mà được, có thể mà thông qua rồi thì thì cựu tổng thống Trump thì cũng có lý do ở tìm những sơ hở trong 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 cái đào luật á à, để mà tấn công cho Biden thì có thể là những cái kệ hở hoặc là những cái yếu điểm đó mua theo mùi thì nghĩ rằng là không có cao cho lắm thì thay vì nữ nhưng mà không được thông qua thì ông có cơ hội rằng là nữ tôi là tổng thống và nữ tôi tờ tòa bạch ốc thì chắc chắn là một ngày sau thì không có một người nào mà sẽ có biên giới hết thì ông có thể tự hào ông nói vậy được à. và nữ như mà dự luật mà được thông qua trở thành đạo luật á thì ông ý có cơ hội để mà tự là khoe khoang mình có khả năng hơn anh nào. theo anh nghĩ sao anh nhận định như thế nào thưa anh cũng khó quá à. ừ. Thì, uhm. bây giờ nó tới giờ này nó cũng chưa ổn định vậy dạ thì bạn cái Ba nói thế này ông Trung ơi ông không nên tham gia vào việc nói về các đảng viên đảng cộng hòa là hãy đợi đến cho cuộc bầu cử đã, vì chúng tôi không muốn điều này nó xảy ra giúp cho ông Joe Biden giành chiến thắng. Và chúng tôi không thể đợi thêm một ngày nào nữa, một giây phút nào nữa. Đó là ý kiến của ông Trump đó. Ông nó nói dứt khoát là dứt khoát thôi. Rồi sau cuộc bầu cử ra sao thì ra. Chứ chữ không thể rằng để cái, để cái điều này xảy ra, tức là vô tình giúp cho ông. Joe Biden giành chiến thắng đó là ông Trump là áp áp lực lên các đồng viên đảng cộng hòa như vậy thưa anh à. thì rồi, để xem như này thứ anh dạ yeah, chúng ta sẽ trở lại nha anh nha yeah. yeah, dạ thưa anh dạ yeah. xin yeah. mời gọi chào quý vị dạ yeah, tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình anh em chúng tôi rồi xin chào anh Nam và Good Night anh dạ yeah. Xin chào quý vị hẹn gặp lại quý vị lần tới chào anh Bùi thưa anh dạ yeah, yeah. chào anh thưa anh dạ yeah.